chào cả nhà. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2021, Tết Dương lịch. Chúc cả nhà có một ngày nghỉ Tết Tây thật là vui vẻ bên gia đình. Và hôm nay cũng như sáng mọi ngày, em sẽ giới thiệu đến cả nhà cái lô bông trang lá trung màu đỏ với màu vàng theo yêu cầu của một vị khách vừa điện thoại cho em đặt những cây bông trang lá trung. Thành ra em sẽ review cái lô bông trang này lại để gửi đến anh và cũng như toàn thể tất cả quý ông bà cô chú anh chị đang xem cái video này. Đây là anh yêu cầu em chụp từng cây. Thì bây giờ em review từng cây, gõ cụ thể như thế này cho dễ xem. Lý do là ở phía sau nhà thì cách xa wifi cho nên em không phát trực tiếp được. Em quay review lại và upload lên. Đây là một cốt nha. Đây cả nhà xem. Cái này là trang lá trung màu đỏ. Lá trung màu đỏ nó có búp, có nở hết. Rồi, đây. Đây là cũng một cốt đang cho búp và nở hoa. Tiếp theo cây này cũng là màu đỏ luôn nha cả nhà. Màu đỏ đặc điểm nhận biết là cả nhà nhìn nè, cái đọt hai cặp lá, cái đọt ở trên màu đỏ thì sẽ là cho hoa màu đỏ. Rồi tiếp theo là cái cây này nè cả nhà xem nè, cái cặp lá ở trên nè là màu vàng chứ không phải màu đỏ. Bên đây là màu đỏ nè, cặp lá này màu vàng, là cái cây này cho hoa màu vàng nha cả nhà. Thì đây là cây trang lá trung màu vàng, cây này thì chưa có hoa. Rồi tiếp theo, đây cây này một cốt. Rồi phía trong này màu vàng nè cả nhà. Đây cây này màu vàng, cây này đang cho hoa màu vàng, thân một cốt. Ở phía bên đây là mấy cây trang Mỹ Hồng nha cả nhà. Đây, phía trong đây tiếp tục lại là màu vàng, cái cặp lá màu vàng là trang lá trung màu vàng. Rồi tiếp theo cây này là màu đỏ luôn, thân một cốt luôn.